vị, quay trở lại với phần tin Việt Nam. Bản tin chi tiết cho biết rằng Việt Nam trong số 10 nước bị lộ nhiều thông tin cá nhân nhất trên Facebook. Thông tin vừa nêu được giám đốc công nghệ của Facebook là Mike Strafer công bố trên trang tin của Facebook vào ngày 5 tháng 4. Thì tổng cộng có hơn 427.000 tài khoản Facebook cá nhân tại Việt Nam bị lộ thông tin, đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng. Hoa Kỳ là quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng với gần 71 triệu tài khoản bị lộ thông tin cá nhân. Tiếp theo sau là Philippines với gần 1.2 triệu tài khoản, Indonesia gần 1.1 triệu tài khoản, Anh 1.079 triệu tài khoản và Mexico với gần 790.000 tài khoản bị lộ thông tin người dùng. Facebook cũng cho biết sẽ có nhiều thay đổi tích cực trong những tháng tới nhằm giúp cải thiện phần nào lỗi lầm của mình. Cụ thể, Facebook sẽ loại bỏ tính năng tìm bạn bè từ số điện thoại. Các ứng dụng, trang, nhóm sẽ không có quyền lấy danh sách bạn bè, tôn giáo, mối quan hệ và nhiều thông tin cá nhân khác. Thưa quý vị, Việt Nam mất gần 543 triệu Mỹ Kim vì bị tấn công mạng trong năm vừa qua. Việt Nam bị tổn thất 543 triệu Mỹ Kim trong năm 2017 do các cuộc tấn công mạng. Số liệu vừa nêu được Phó Giáo sư Matthew, trưởng khoa kinh doanh và quản trị Đại học RMIT Việt Nam công bố tại hội thảo An ninh mạng Ai làm chủ do Trường Đại học Việt Nam tổ chức vào hôm 6 tháng 4 tại Hà Nội. Theo ông Matthew, công nghệ và kết nối mạng phát triển nhanh chóng tại châu Á, đặc biệt là Việt Nam, rất dễ bị tấn công mạng. Ông Matthew cho biết, các tổ chức và doanh nghiệp ở châu Á mất 1.7 lần lâu hơn các nơi khác trên thế giới để phát hiện ra một vụ tấn công và 78% người dùng Internet ở châu Á không được đào tạo gì về an ninh mạng. Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia dễ là mục tiêu của tấn công mạng nhất từ năm 2015 đến năm 2017. Tính minh bạch của chính phủ Việt Nam được xếp hạng thấp. Việt Nam đứng hàng thứ 85 trên 113 quốc gia trên thế giới về tính minh bạch của chính phủ. Một số tờ báo lớn của châu Á vừa loan tin như trên, trích dẫn nghiên cứu và khảo sát từ một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hoa Kỳ mang tên là Dự án Công lý Toàn cầu, có mục đích cổ vũ cho việc thực hiện những nhà nước pháp trị trên toàn thế giới. Các tiêu chuẩn được tổ chức này đưa ra trong nghiên cứu bao gồm sự kiểm soát quyền lực của chính phủ, tham nhũng, sự tiếp cận dễ dàng bộ máy chính phủ, quyền dân sự, trật tự và an ninh. Theo đánh giá của tổ chức này, thì Việt Nam cũng đã bị xuống hạng từ 67 trong báo cáo năm 2016 xuống 74 trong năm nay về tính hiệu quả của việc thực thi nhà nước pháp quyền. Tại châu Á, thì Nhật Bản đứng đầu danh sách về tính minh bạch của chính phủ. Ấn Độ đứng thứ tư, trong khi Trung Quốc chỉ hơn Việt Nam 2 hạng, trên thang điểm toàn cầu là 83. Thưa quý vị, những tình tiết mới của vụ tự sát tại Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia. Người phụ trách điều tra của cảnh sát Malaysia ngày 5 tháng 4 xác minh rằng cảnh sát nước này đã nhận được trích xuất camera tại hiện trường do Đại sứ quán Việt Nam cung cấp. Hiện công tác điều tra đang được tiến hành trong lúc chờ các kết quả xét nghiệm. Theo hình ảnh từ camera cho thấy, sau khi đến đại sứ quán với một người đàn ông được cho là người môi giới, bà Mai đã tỏ ra tức giận với người ở bên trong đại sứ quán và sau đó rút dao tự sát. Cảnh sát cho biết thêm rằng người môi giới hiện đã bỏ trốn và bà Mai có vẻ như đang gặp trục trặc với visa để về nước. Được biết, Malaysia là một trong những điểm đến trong khu vực của nhiều lao động Việt Nam. Rất nhiều người trong số này sang Malaysia theo dạng du lịch, sau đó ở lại để làm việc chui nên thường xuyên phải đối diện với những bất an vì bị cảnh sát truy bắt. Chính vì vậy, khi muốn về nước, họ phải đến Đại sứ quán Việt Nam để làm giấy tờ thông hành. Thưa quý vị, bản tin giải trí nối tiếp cho biết Justin Timberlake đã cho dừng chương trình hòa nhạc để thông báo việc mang thai của người hâm mộ. Ca sĩ Justin Timberlake đã ngừng buổi hòa nhạc ở Michigan vào tối thứ Hai ngày 2 tháng 4 để làm cho giấc mơ của một người hâm mộ trở thành sự thật. Justin đã dùng chương trình để thông báo việc mang thai của cô cho gia đình và toàn thế giới. Darcy Bastresser và bạn của cô Amanda Grace là Liberty, người quay video đã tham dự buổi hòa nhạc với một nhóm bạn bè. Bastresser đã viết một yêu cầu nhờ Timberlake nói với thế giới về sự xuất hiện của thành viên mới trong gia đình của fan hâm mộ này. Bastresser đã nói với La Liberty về việc mang thai vài ngày trước buổi hòa nhạc và La Liberty đã gợi ý họ muốn nhờ Timberlake thông báo việc này cho mọi người. La Liberty nói với Reuters rằng cô không hề biết Timberlake sẽ dừng buổi hòa nhạc để chỉ dành cho bạn của mình. Ca sĩ người Colombia trình diễn cho sự kiện trao cúp FIFA 2018. Thưa quý vị, siêu sao Colombia Maluma, một trong những tên tuổi lớn của dòng nhạc Latin, đã biểu diễn vào ngày thứ Năm vừa qua trước khoảng 5.000 khán giả tại sân vận động El Campín của Bogota vào ngày thứ Năm 5 tháng 4, để đánh dấu sự khởi hành của cúp vô địch World Cup đã có mặt tại thành phố kể từ thứ Ba vừa qua trong chuyến lưu diễn dẫn đầu giải đấu năm nay ở Nga. Theo Maluma, trải nghiệm này đã đưa anh đến gần với niềm đam mê thứ hai sau nhạc là bóng đá.
Maluma đã biểu diễn bài Colors của Tây Ban Nha Coca-Cola Anthem cho World Cup 2018 với sự góp mặt của người ca sĩ người Hoa Kỳ Jason Derulo. Maluma nói rằng anh rất vui khi trở lại đất nước của mình trong tour lưu diễn vòng quanh Hoa Kỳ và châu Âu. Thực hiện ca khúc bằng cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, Maluma, 24 tuổi, người xuất thân từ thành phố Medellin của Colombia, đã trở nên nổi tiếng trên phương tiện truyền thông xã hội và đã có hơn là 32 triệu fan hâm mộ theo dõi trên trang Instagram. Thưa quý vị, bản tin giải trí đã kết thúc chương trình tin tức news này trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị. Xin kính chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình. Xin kính chào.